Dự án CityKey Tower nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, chỉ mất 5 phút lái xe để vào ngay trung tâm thành phố. Dự án do công ty NBB, đối tác từ Nhật Bản Creek Group xây dựng, hứa hẹn sẽ mang đến những căn hộ lý tưởng cho cư dân sống tại đây. CityGate Tower tọa lạc ngay tại vị trí đắc địa ở cửa ngõ Tây thành phố Hồ Chí Minh, ngay mặt tiền con đường được ví von là đẹp nhất và hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh, đại lộ Võ Văn Kiệt, còn được biết đến là đại lộ Đông Tây. Với độ cao 28 tầng, cao nhất toàn khu Tây, CityGate Tower nổi bật với thiết kế hiện đại với tầm nhìn thoáng mát từ trên cao ra nhiều hướng, toàn cảnh quan của thành phố. Thừa hưởng những lợi thế vượt trội từ hai tuyến giao thông chiến lược của thành phố, CityGate Tower mang đến nhiều giá trị to lớn cho cư dân trong tương lai về vị trí. Từ đây dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt, chỉ mất 5 đến 10 phút lái xe đến trung tâm thành phố, dễ dàng đến khu phố tài chính, khu phố đi bộ tại trung tâm quận nhất. Và chỉ mất khoảng 5 phút để tới các cung đường mua sắm và các con phố ẩm thực tại quận 5. Thiết kế dự án theo phong cách mở, hướng đến tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính tiện nghi, hiện đại với các tiện ích nội khu đa dạng như trung tâm thương mại, nhà trẻ, phòng cộng đồng, khu thể thao giải trí như hồ bơi, gym, sân tennis, khu dịch vụ nhà hàng, cà phê, spa. Điểm cộng lớn của dự án là không chỉ có tiện ích nội khu, các dịch vụ hạ tầng xã hội khác cũng nằm ngay kề bên dự án với đa dạng dịch vụ như bệnh viện, trường học các cấp từ bậc mẫu giáo đến đại học, tuyến metro, kể cả siêu thị lớn như Metro, Vixi. Bên trong tòa nhà, bãi đậu xe được thiết kế gồm 2 tầng hầm và 1 tầng lửng, tổng diện tích gần 20.000 m². Các gia đình và cư dân trẻ của CityGate Tower có thể an tâm thoải mái về chỗ đậu xe của mình. Không gian chung dành cho sảnh thang máy được thiết kế thông thoáng với sảnh rộng gần 2 m². Đây là không gian bên trong một căn hộ mẫu. Với thiết kế độc đáo và chú trọng không gian sống, căn hộ CityGate Tower có các bố trí bên trong gọn, đẹp, làm tối đa hiệu quả sử dụng không gian. 100% phòng ngủ, phòng khách và bếp của các căn hộ đều có cửa sổ giúp không gian sống bên trong có thể đón nguồn sáng và khí trời tự nhiên nhiều hơn. Nội thất căn hộ được ốp gỗ sang trọng và tạo không khí ấm áp cho ngôi nhà. Không gian bếp được bố trí riêng biệt tạo sự sạch sẽ, ngăn nắp cho cả ngôi nhà. Bộ tủ kệ bếp cao cấp được tặng thêm khi mua căn hộ. CityGate Tower thực sự là ngôi nhà lý tưởng cho nhiều gia đình trẻ. Sự hòa quyện không gian sống với thiên nhiên cùng những tiện nghi vượt trội đem lại cảm giác thư thái, thanh bình, thoải mái cho những chủ nhân nơi đây. Đây là kết quả hợp tác giữa công ty cổ phần đầu tư 577 và quỹ đầu tư uy tín Nhật Bản Creek Group trong hợp đồng chiến lược phát triển hơn 10.000 căn hộ giá 1 tỷ. CityGate Tower cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam mà Creek Group lựa chọn đầu tư tài chính trong chiến lược phát triển tại Việt Nam. Với chính sách bán hàng hiện đại, chỉ với 1 tỷ đồng có thể sở hữu ngay một căn hộ cao cấp có diện tích 73 m² với 2 phòng ngủ, mức chi trả bình quân mỗi tháng chỉ 7 triệu đồng. CityGate Tower có lợi thế đảm bảo rất lớn từ thương hiệu Nhật Bản, vốn là thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới về chất lượng và uy tín với cách làm rất Nhật Bản. Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm về tiến độ thi công cũng như chất lượng thực tế căn hộ so với căn hộ mẫu. Đặc biệt trong thời gian này, khách hàng khi mua căn hộ sẽ có cơ hội nhận quà như gói nội thất, xe ô tô cũng như món quà giá trị cao khác.